Nếu bạn biết cách đọc, thế giới sẽ mở ra. Tận dụng đại dịch phải ở yên trong nhà, luyện ngay cho con thói quen đọc sách nhé. Review hay, có sách ngay, một chuyên mục cực kỳ hấp dẫn của Union Media. Xin chào tất cả các bạn, mình vẫn là Hoàng Dương đây. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn về cuốn Đại Nhất Thế Chiến và sự sống động của đại dịch thế chiến. Một ngày mình đến nhà bạn của ba mình chơi. Trong lúc chơi thì mình đi khắp nhà và mình đã thấy cuốn này. Mình đã lấy ra đọc và thấy rất là hay. Thế là mình mượn của bạn ba mình về nhà đọc. Mình đọc hết. Sau đó mình vẫn còn thích cho nên mình đã nhờ mẹ mua nguyên cả bộ. Mình sẽ giới thiệu cho các bạn về cuốn Đại Nhất Thế Chiến. Vào ngày 28 tháng 6 năm 1914, ở nước Áo đã có một cuộc ám sát. Và nạn nhân là hoàng tử Áo và vợ của ông ấy. Cuộc ám sát này đã làm bùng nổ cuộc chiến tranh rất là lớn. Nhưng không ai nghĩ rằng cuộc chiến tranh này lại lớn đến vậy. Bởi vì lúc đầu cuộc chiến tranh chỉ xuất hiện ở một nước nhỏ, và rồi dần dần nó đã lan ra khắp cả châu Âu. Cuộc chiến đã kéo dài đến 4 năm và tụ tập hầu hết tất cả các cường quốc trên thế giới vào trận chiến. Trong cuốn sách này có rất là nhiều tấm ảnh do các phóng viên chiến trường tay nghề cao chụp được, sẽ giúp cho các bạn hiểu hơn về cuộc chiến khốc liệt và đẫm máu này. Cuốn tiếp theo mà mình sẽ giới thiệu cho các bạn đó chính là cuốn Lịch Sử Sống Động của Đại Nhị Thế Chiến. Đại Nhị Thế Chiến được bắt đầu vào năm 1939 và kết thúc vào năm 1945. Người đã gây ra cuộc chiến này đó chính là Adolf Hitler, bộ trưởng của Đức Quốc xã. Ông này đã lật đổ được chính phủ Đức và chiếm luôn cả đất nước Đức. Sau đó, ông ấy qua Áo đã kêu gọi nhân dân Áo về phe mình. Số phiếu ông ấy có được đó chính là 99,9% người dân Áo. Mình cũng không thể nào hiểu được tại sao ông ấy lại được lòng người như vậy. Khi được Áo liên minh với mình, ông ấy bèn qua bắt tay với nước Nhật. Lúc này thì nước Nhật đang xâm chiếm Trung Quốc và cũng là một đất nước khá là mạnh. Khi bắt tay với Nhật thì ông ấy đã qua bắt tay với nước Ý và thành một liên minh gọi là phe trục. Phe trục thì gồm có ba nước Đức, Nhật Bản và Ý. Lúc này Đức Quốc xã tuyên chiến với đồng minh, quân đồng minh rất tức giận và tuyên chiến lại với quân Đức. Đức thì lại đánh cả hai mặt, Nga và quân đồng minh. Do quân Nga quá đông cho nên Đức không thể nào đánh nổi. Còn về phía đồng minh thì quân đồng minh luôn luôn bị yếu thế hơn quân Đức, do quân Đức có nhiều loại phương tiện mạnh hơn. Lúc này thì nước Mỹ vào trợ giúp nhưng cũng không giành được lợi thế nào. Do nhân lực và tài lực không còn nữa cho nên nước Đức đã dần dần mất ưu thế và thua. Và năm 1945, Hồng quân Liên Xô tấn công vào thủ đô Berlin của Đức. Hitler bắt buộc phải tự sát. Mình thấy rất là tội nghiệp cho những người dân Nhật Bản ở hai thành phố Nagasaki và Hiroshima. Tổng thống Mỹ quyết định thả bom vào hai thành phố này. Khi quả bom nguyên tử được thả vào Nagasaki thì đã khiến cho hơn 100.000 người chết. Còn khi thả vào Hiroshima thì đã khiến cho hơn 68.000 người chết. Mình thấy rất là đau buồn. Sau khi đọc xong hai cuốn sách này, mình đã thấy rằng chiến tranh thế giới đã cướp đi sinh mạng của rất là nhiều người. Và nhờ có sự hy sinh của những người trong trận chiến mà chúng ta mới có được hòa bình, một hòa bình khó khăn như ngày hôm nay. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Xin chào mấy bạn, mình là Trà My. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn về cuốn Chuyện Nàng Tiên Cá. Nếu bạn biết cách đọc, thế giới sẽ mở ra. Tận dụng đại dịch phải ở yên trong nhà, luyện ngay cho con thói quen đọc sách nhé. Review hay, có sách ngay, một chuyên mục cực kỳ hấp dẫn của Union Media.
Với cách thức tham gia cực kỳ đơn giản, ngay sau khi đọc sách, cha mẹ hãy cùng con mở camera điện thoại, nhớ xoay màn hình ngang và kiểm tra âm thanh, nhấn rec và ghi lại cảm nghĩ của con về cuốn sách đó. Tiếp theo là ba mẹ gửi file về địa chỉ của Union Media. Like fanpage và subscribe YouTube để cùng đón xem con lên hình nhé. Và một chi tiết quan trọng nữa nè, mỗi review được chọn đăng, các bé sẽ được tặng ngay một cuốn sách mới toanh. Review hay có ngày sách đó nha. Review sách cho bé điều gì? Đầu tiên chắc chắn là thói quen đọc sách, kiến thức và thế giới rộng mở, phát triển ngôn ngữ, tư duy và đặc biệt cho con kinh nghiệm và sự tự tin khi nói trước mọi người. Tất cả những kỹ năng tốt lành cho hành trình của con. Nếu bạn biết cách đọc, thế giới sẽ mở ra. Cùng Union Media mở cửa thế giới ngay bây giờ nào!